Gòn là người mới, còn đây là ông Út Bền, phó giám đốc. Ở đây là chị Dương, phó giám đốc trung tâm. Đây là Quỳnh Nam, Thắng Đô. Ông Hải, ông Hiệp, ông Hiệp, ông Hùng, ông Đường, ông Trung, cháu nhỏ đó, cô Hà, Nghiệp. Đây là ông Bùi Văn Na, Quế. Quế. Rồi cho cái người bạn mới mà ông giới thiệu cho mình hai ông bạn nữa mà cũng là tiến sĩ không ha. Cho nên chờ mình quan đến mới bữa nay mình phải liên quan. Liên quan bây giờ học dịch lộn, tôi ra tôi mua nó nói Tết không có bán lộn, không bán đâu, tôi nói giờ không có bán con sơn sinh. Cái này là chị Du đó. Rồi lúc đầu mình giờ uống bia và uống trà, đặc biệt là trà thì trà nhất xanh, không phải sơn. Trà có chữ E với chữ A đó. Mà cái cây trà chữ sơn là cái trà đặc biệt thì sơn. Rồi bây giờ em giới thiệu thì em là phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Lập, như vậy là Võ Văn Lập đi. Giờ thay mặt trung tâm chúc mấy anh mấy chị là năm mới hạnh phúc dễ ông làm còn nhiều cái ví dụ như cho thanh không cái đó không nói không thì cũng là cái tinh thần thôi. Cái đó là cái đó là cái đây cũng gần gần như năm trước cái mà tổng kết ít hơn ít hơn chút và ít hơn chút tức là cái do thanh thì uống bia nó chạy cho đàng hoàng thầy chạy lộn xộn rồi ai nè thôi bỏ nha. Ông là phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Lợi nhà ở đây đây. Ông đại học Sài Gòn, tức là nói hoàn cảnh ra khi nào nó kết thúc gần kết thúc là tôi xin
Ờ thì lúc đó là có bí thư của thành đoàn, bí thư đương nhiệm của thành đoàn, có Chu Minh Nhật, có Sáu Quan và hai nhà thơ này. Tôi đọc cho hai nhà thơ này biết, Võ Ngọc Em cũng có làm thơ. Cờ đỏ sao tròn bay khắp phố, cờ đỏ sao tròn, lời ca kháng chiến đang quan trung bài tiếp nữ ca diệp dân xâm cảnh ngôi sao vàng giải phóng anh hùng. Vậy mà đi nghe tôi hát ca tiếng hát sông đô bến bờ lớp bạn là đồng ca cùng diễn tập chúng tôi lứa trang quà khúc dược hồn tươi đàn chỉ dành đời chỉ dành tuổi thanh xuân hướng tới ngày sinh món quà tình sao lại bất ngờ lên ba biết thế mà cái bài thơ này đời chỉ dành tôi đợi tôi bắn tôi đâu mà cái này mà nữa mà nó vô quá mà báo cái sức khỏe làm ha sức để chúng ta bắt được ra thành bài mà đối với cái ngành y tế mà làm những cái bài nói chuyện y tế mà vô thơ là chuyện này có khủng khiếp luôn á. Cái thơ làm cái thành ra bây giờ trong này tôi đọc các chị thông cảm hơn môn chút giờ sớ táo quý vị 2013 một năm nữa tôi qua sống phát chốn trần gian tầm loạt năm xuôi khóc tên đến tận cửa đời đừng thế sốt ruột chịu khổ đã hay duyên tới sau trình bày bản lẽ tiên văn minh lệ bên xưa thở dài tao lại khi mưa thiên đình lọc cá mà chưa biết gì thầy báo bí ti lương lậu thì bảo sao dám thấu lẽ đời nhiệm vụ của kẻ về tôi thấy gì ghi lại để lời tự tư thực tế quả khắc quy tinh tế khi thấy dài bất kể nơi đâu kìa xem mạnh cỡ châu Âu hôm nay sơ sát ngập đầu ở đây kinh tế Mỹ lung lay trao đảo Nhật ngất ngư xuất khẩu nhật lùi Trung Quốc cũng chẳng đem xuôi thiếu hạt thiếu hụt nguyên liệu hai đòi chuyển sang kinh tế mạnh phải giành phải dân đẩy xô nhau vào những chiến kinh nơi nào nơi có được nào nơi có được an bình xung đột khủng hoảng tình hình rối tung biển Đông Á thành vùng tranh chấp trung cận tâm càng ngập cao minh hàng ngàn hàng vạn sinh linh mạng dâm ly tán ẩn tình vì sao xảy ra những chuyện nhân loại hướng nâng cao cuộc sống nay phải lành một bụng thắt lưng thất nghiệp eo hẹp tầm lương khó khăn chậm chất chẳng đường ngày mai việc tam bổn không ngoài dòng xoáy kinh tế ta đầy dẫy khó khăn bất động sản bị cấm bắt tồn kho hàng quá nay tăng quá nhiều tiền nợ xấu rất nghèo sao giúp thêm ngân hàng lãi suất nâng cao xí nghiệp đang cạn hồ bao phá sản thất nghiệp còn đường nào ra về xã hội kể ra gánh nạn khối giao thông tai nạn tăng nhanh nước giật cá bạo sập hành người dân bất có lẽ bất an tử thành kẻ hám lợi bất lưu hành sản quấy xe tự nhiên bốc cháy rượu tàn tài xế kinh hãm kẻ gian trộn pha căng dởm kiếm ăn dọc lại tin đồn nhảm quan nan tin đồn nhảm quan mang 21 tháng 12 có đợt sập trời tận thế xuất phát đến thôi hãy mau tận hưởng cuộc đời cuộc vui nhưng nghĩ lại cho dù có khó GDP vượt quá số 5 kéo giảm dưới 7% tiêu dùng lượng xấu đảng tâm như vậy khâu xuất khẩu lần đầu kỷ lục đã xuất siêu các nước thị trường tạm gác như cửa mất phương
bị kẹt khá chặt cái đường chặn ngang. Ngành y tế trên đường thành đạt đang bị cao tắc chuyên môn, mạng lưới giữa bệnh dày hơn, dịch bệnh truyền nhiễm khó còn khó hơn trung bình, giải khẩu tim sau đó dùng đèn thuốc. Anh cứ đi đi. Diễn trở lại đáng tự hào, ghép gan phức tạp, nâng cao tay nghề. Lại bảo hiểm xét về phát triển, trong 3 phần đã tiến được 2. Dược trong nước mới là quan, liên quan ngang ngửa, tính gan với hoài. Doanh nghiệp chuẩn hàng ngày tăng trưởng, giá thuốc đang bình ổn dần dần, cũng nhờ y tế quyết tâm xóa khâu thao túng tại mặt đầu cơ. Thành xe tốt. Để còn cái đoạn chót đó, ông Trọng giọng như ông Tám thì nó... Thành xe tốt. Thành xe tốt, chết mờ, tàu tại. Không đấu tranh tụng hại lắm thai. Tệ nạn thịt thối dài dài. Hàng tấn bao hố đường dài chở vô. Ngàn kiếm đột. Tình cờ bắt được xé lớp bao chầm nước rỉ loang, sức mùi âm phủ kinh hoàng, quá chất tay rửa lại vàng mọc sâu tận cơn bệnh viện rừng người quá tải, đem chung nhau nên phải ghé chung, bệnh nhân bác sĩ hùng hùng tranh nhau dẫm đạp trên cùng hành lang, dù khổ thế nhưng không than còn tiếng gì. Ở đây là tuyến trung ương tự tin đã đến cuối đường, chỉ mong sống sót chấn cương thế trận. Đáng lưu ý ở tầng khách sạn tai biến tăng quá đáng bất ngờ, kiểm tra phòng khám ơ hờ, biên bản vi phạm thần thờ ký tên tăng gần hết, khó quên ngày cuối để em ta chết đuối phát sen. Ước mong quý vị bình yên hạnh phúc sức khỏe khắp miền dân gian, dù dược sư tận thân. Mà ở trên ban biên tập đưa xuống ha, thì đi dung mãn rồi đưa xuống là cái đầu dầm nè, đi mê cái gì đó thôi, rồi phải kiểm ra sức khỏe như là lý nước, trí thức như là cô Bảo Châu, sống lâu như là Tổ Nghi Giáp. Mấy ký luôn ha. Con bay khắp phố. Sao tròn. Cờ đỏ sao tròn bay khắp phố. Lời ca kháng chiến rạng quang trung. Sử ca nhiệt nhạc dân sông trận. Ngôi sao về giải phóng anh hùng. Vậy mà đi, nghe tôi hát ca, tiếng hát khắp lô bến bờ, lớp bạn đồng ca cùng nhiễm bạn, chúng tôi một đứa trang hòa, thúc giục hồn tươi đàn kỹ dần, nó đem nó tặng cái đàn, thúc giục hồn tươi đàn kỹ dần, tuổi thanh xuân hướng tới ngày sinh. Món quà tin tình chính đậm bất ngờ lên ta tiếp chúng lên kẻ thích ơn chúng gửi cho các phí thuật tỉnh ủy ủy ban nhân dân các tỉnh gửi cho các hộ về cái này mấy anh góp ý các thôi các có gửi cho một phần rồi chưa để bỏ ổn lên đây rồi để rửa chưa đến đây gửi email hả. Đâu phải lễ qua mà chị lấy sao? Mấy em góp ý mà tôi cái thứ hai là phải tìm đường để đi gặp mấy ông lớn ở trên không. Để không 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 á. Không lắm á. Nói vậy mà cái gia thả là nên nói tới chồng nọ thì ra bà. Làm sao mà không nói được một tiếng thôi đi. Thì cái cách rồi là cái đó là cái cái thứ ba là phải quan tâm mấy ông khoa học. Ông này
Cái đó là trong công ứng, ví dụ
cái việc đó là cái nền tảng. Và Hàn Quốc họ cũng họ cũng đang chuẩn bị đề nghị cái này. Ô Bắc thì họ mạnh hơn mình. Cho nên là bây giờ là trong khi đó ở Trung Quốc thì là họ lại thua về gia phả mà là họ không quan tâm gì nhiều. Vừa rồi là các nước châu Á họ tập trung để nhưng mà tôi nói về là gia phả Việt Nam có một trung tâm gia phả chỉ từ Hàn Quốc họ có thôi, còn lại không có chỗ nào có. Chuyên nghiệp phải không? Chuyên nghiệp. Tại cái đó mà nghe. Nãy quên cái điều tí là đại diện gia đình. À thật ra ông tắt sao? Còn mình trí là đại diện gia đình nội võ mà cũng có phối hợp với trung tâm làm một bộ gia mã cho làm bộ gia mã cho tự làm cho ổng mà làm chẳng những bằng dân số mà dân dần nữa, ông làm bên ngoài thật thơ. Ông tự làm mà ông tự làm vậy. Làm bài nào? Không, mà có cái việc gì tiêu quấn mà nói nha. Ví dụ như ở nhà bà xã, bữa nay đi đâu vậy? Con gái. Tôi thì có cái ý gì ở gia đình tôi thì trước giờ cái chuyện tôi đi làm đó là bình thường bà xã quan tâm tại vì ăn ngọt cái đồ bánh tét như ngọt chính xác cho tôi nhưng mà tôi nói là nghe mấy con nói là chị Dung đem bánh tét nhiều quá tôi nói thôi là chuyển hôm nay cái này đi thay đổi mặt hàng không có được mà thì phải quan tâm bùng lỗ tai ẩn giết vậy theo quan điểm di dịch nhân tố quyết định trong lịch sử
suy cho đến cùng là sản xuất và tái sản xuất đời sống trực tiếp. Nhưng bản thân sự sản xuất đó là có hai loại. Một mặt là sản xuất ra tư liệu sinh hoạt, ra thức ăn, quần áo và nhà ở, nhà và những công cụ cần thiết để sản xuất ra những thứ đó. Mặt khác là sự sản xuất ra bản thân con người, là sự tiền nòi giống. Ý đó, ý thứ nhất nha, quan trọng nha, dòng họ mình là vậy đó. Cái đó câu 1. Tôi đọc trình 4 câu thôi, còn ở đây tôi trích tới mười mấy câu mà chưa hết. Câu 2 là như thế này. Những thiết chế xã hội, trong đó những con người của một thời đại lịch sử nhất định và cả một nước nhất định đang sống, là do hai loại sản xuất đó quyết định. Một mặt là do trình độ phát triển của lao động, và mặt khác là do trình độ phát triển của gia đình. Gia đình nó phát triển thì nó ra lao động nó phát triển, cho nên gia đình dòng họ này nó quan trọng hết chứ biết. Đọc câu thứ ba nữa, câu thứ ba ngắn thôi. Câu thứ tư dài, tôi đọc câu thứ tư đâu. Câu thứ ba, lao động càng ít phát triển, mà tôi viết về phát triển, lao động càng ít phát triển, khối lượng của sản phẩm lao động và do đó của cải của xã hội cũng bị hạn chế, thì chế độ xã hội tỏ ra bị quan hệ dòng máu chi phối càng mạnh mẽ hơn. Dòng họ quan trọng nha. Đọc đọc câu cuối cùng hơi dài chứ. Rồi toàn bộ cái này cho cô ạ, cô ảo trước xin cuốn ăn. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của sự phân chia xã hội dựa trên quan hệ dòng máu ấy, năng suất lao động ngày càng phát triển lên. Cùng với năng suất đó thì chế độ tư lượng và trao đổi cũng chênh lệch về của cải. Những chênh lệch về của cải, khả năng sử dụng các lao động của người khác, và do đó cơ sở của các mâu thuẫn giai cấp cũng phát triển lên. Cái vấn đề mâu thuẫn giai cấp là thế nào? Những yếu tố xã hội đó trải qua nhiều thế hệ, ra sức làm cho tổ chức xã hội cũ thích ứng với những điều kiện mới, cho đến khi rốt cuộc sự khống chế giúp nhau giữa hai cái đó dẫn tới một bước ngoặt hoàn toàn. Xã hội cũ dựa trên quan hệ dòng máu bị nổ tung do kết quả của sự xung đột giữa các giai cấp xã hội mới hình thành. Một xã hội mới thay thế nó được tổ chức thành quốc gia và đơn vị cơ sở không phải là liên minh dựa trên quan hệ dòng máu nữa, mà là những liên minh dựa trên địa vực. Vấn đề địa vực, một xã hội trong đó chế độ gia đình hoàn toàn bị quan hệ xã hội chi phối, và trong đó từ nay trở đi những mâu thuẫn giai cấp cấu thành nội dung của toàn bộ lịch sử thành văn, và từ trước đến nay đều phát triển một cách tự do. Câu số 5, câu số 6, câu số 7 tới 20-30 câu lên. Và cái này là tôi đề nghị là mấy anh coi lại cái nguồn gốc của ông Hoàng Giang thì tặng một số các thứ. Vì thằng Tây đó, nó tính nói chuyện thì thường là nói ai biết đồng hồ, phải nghĩ xa hơi mà nó canh hoài, ông không chịu đi, người ta đi ra hết, ông với ông còn ngồi thì một số ông bình, ông không biết ông tính. Nhưng mà gặp Tây trong lúc nào nó có mình
tức là lúc mà sau ký hiệp định 6 tháng 3 gì đó để rồi mà vàng ngưng bắn để mà đưa những người miền Bắc mục đích là nó đưa những người miền Bắc trong đó có Nguyễn Bình nó ghét Nguyễn Bình đẩy Nguyễn Bình về miền Bắc để xây dân trong này thì ở lại mà phải về, nộp xuống cho nó về làm dân ăn rồi nó mở Theo cái trình tự được không kìa em ơi.
Nhưng mà vậy Phan đó có chí kiến sẽ sửa phần được không? Nó phải không? Không phải là sửa phần giả thôi. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tia ra vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hồi nhau ngẩn ngơ. Đến bao giờ đón xuân mơ? Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tia ra vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi cầm tay hẹn câu chờ nhau đến bên cầu ngắm xuân sao. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tia ra vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tia ra vàng. Xuân đã về, xuân xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ. Đến bao giờ đón xuân mơ? Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tia ra vàng. Xuân đã về, xuân xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi cầm tay hẹn câu chờ nhau đến bên cầu ngắm xuân sao. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tia ra vàng. Xuân đã về, xuân xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tia ra vàng. Xuân đã về, xuân xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, hát vang câu mến thương nhau, cầm tay nhìn nhau cùng mơ ước mơ xuân đến bao lần. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tia ra vàng. Xuân đã về, xuân xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Hẹn một ngày gặp nhau, cùng mừng xuân. Hoa xuống đời vui trong bình minh.
loài chim hót vang mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối. Chào dâng khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao muôn xa bướm say duyên lại, thắm tô trời xuân, bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lan. Ta nghe gió về lòng thiết tha như muôn tiếng đàn, không quên lời than, sâu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa, cùng đón chúa xuân đang giáng xuống trần, thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, kiếp hoa hết phai đời hương phấn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.